Trung Quốc tiêu điểm hôm nay gồm có Tên lửa Trung, Đài nhắm vào nhau Trung Quốc tuyển quân nhân Hoa Kỳ Trung Quốc kinh tế suy thoái sẽ tấn công Đài Loan Vương Hỗ Ninh, người nguy hiểm nhất thế giới Dị tượng tuyết rơi ở Quảng Đông và Quảng Tây Chín sai lầm của ông Tập Đàn tì bà, vua của các nhạc cụ dân gian Tất cả đều có trong bản tin tối nay Xin trân trọng chào đón quý vị đến với chương trình Trung Quốc tiêu điểm của 60 giây tinh hoa vào thứ năm ngày 14 tháng 9. Phạm Dương xin được chúc quý vị một buổi tối bình an. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi các bản tin. Thưa quý vị, Hải quân Trung Quốc đưa tin vào ngày 12 tháng 9, họ đã tiến hành cuộc tập trận hàng không mẫu hạm lớn nhất trong lịch sử ở eo biển Đài Loan. Đài Loan cùng ngày cũng công bố báo cáo phòng thủ quốc gia vào năm 2023 của Trung Hoa Dân Quốc và lần đầu tiên xác nhận hỏa tiễn của cả hai bên ở eo biển Đài Loan đã khóa mục tiêu với nhau. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Đài Loan, trong 24 giờ tính đến sáng sớm vào ngày 12 tháng 9, 20 chiến hạm của Trung Quốc đã xuất hiện ở vùng biển quanh đảo Đài Loan. Vào ngày 11 tháng 9, hàng không mẫu hạm Sơn Đông của Trung Quốc đã tiến vào Thái Bình Dương và đây cũng là lần cách Đài Loan gần nhất. Quân đội của Nhật Bản cũng đưa tin 8 chiến hạm của Hải quân Trung Quốc đã đi qua eo biển Miyako ở phía nam Okinawa và tiến vào Thái Bình Dương. Ông Tô Tử Vân, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng của Quốc gia Đài Loan cho biết, cho đến nay đây là số lượng chiến hạm lớn nhất mà chúng tôi từng thấy huấn luyện với một hàng không mẫu hạm của Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng điều này có thể liên quan đến các cuộc tập trận hải quân chung của Hoa Kỳ và các nước đồng minh trước đó. Hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc là phô trương thanh thế và thể hiện sức mạnh quân sự hải quân của họ. Thưa quý vị, tờ washington post lần đầu tiên đã đưa tin về bản ghi nhớ cảnh báo nhân viên không quân của hoa kỳ là nên cảnh giác với các hợp đồng do người nước ngoài đưa ra cụ thể tham mưu trưởng không quân của hoa kỳ tướng Charles Brown cho biết, Trung Quốc đang cố gắng tuyển dụng các quân nhân đang tại ngũ để tiếp cận kiến thức chuyên môn mà họ tích lũy được trong quá trình huấn luyện và phục vụ. Các chiến dịch tuyển dụng thường diễn ra dưới hình thức mời làm việc hoặc hợp đồng và ban đầu dường như là không có mối liên hệ nào với quân đội của Trung Quốc. Các thành viên của lực lượng không quân thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau được nhắm mục tiêu tuyển dụng, bao gồm cả phi công và những người làm việc trong lĩnh vực thiết bị hàng không vũ trụ. Trong một thông cáo báo chí, một phát ngôn viên của lực lượng không quân Hoa Kỳ cho biết, nhiều quân nhân đã trở thành mục tiêu tuyển dụng của quân đội Trung Quốc. Lực lượng không quân của Hoa Kỳ đang nỗ lực loại trừ tất cả các mối quan hệ đối tác với các công ty liên kết với quân đội Trung Quốc để bảo đảm rằng các công ty có quan hệ với quân đội Trung Quốc không thể trở thành nhà thầu phụ cho quân đội của Hoa Kỳ. Ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác cùng biên tập viên Thủy Miên. Thưa quý vị, mới đây tổng thống Hoa Kỳ Biden tuyên bố rằng Trung Quốc đang gặp khó khăn về kinh tế nên có thể không xâm chiếm Đài Loan. Tuy nhiên, Gallagher, chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung của Hạ viện Hoa Kỳ, lại cho rằng những khó khăn trong nước của Trung Quốc có thể thúc đẩy ông Tập thực hiện một bước đi liều lĩnh. Gallagher cho biết việc ông Tập chuẩn bị chiến tranh là việc ông nhiều lần tuyên dương về chiến tranh Triều Tiên nơi quân đội Hoa Kỳ phải chịu thất bại. Khiến người dân Trung Quốc hết sức suy tôn cuộc chiến này. Có thể thấy điều này qua việc bộ phim Hồ Trường Tân mô tả trận chiến Hồ Trường Tân trong chiến tranh Triều Tiên ra mắt năm 2021 và đã đạt doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử Trung Quốc. Kager cảnh báo rằng chiếm được Đài Loan là tham vọng cả đời của ông Tập. Thời khắc nguy hiểm nhất ở eo biển Đài Loan sẽ bắt đầu sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 1 năm sau. Nếu đảng dân chủ thắng cử thì sẽ đặc biệt nguy hiểm. Các yếu tố khác bao gồm việc quân đội Hoa Kỳ giảm quy mô hải quân xuống còn 270 tàu vào năm 2027. Và sự yếu kém của chính phủ Hoa Kỳ cũng có thể khiến Bắc Kinh sử dụng vũ lực xâm lược Đài Loan. Thưa quý vị, tờ Washington Post từng đưa tin, các chuyên gia tình báo Hoa Kỳ tiết lộ Vương Hỗ Ninh gần như có thể được coi là người nguy hiểm nhất thế giới, vì ông ta có ảnh hưởng rất lớn đối với ông Tập Cận Bình. Tờ Nikkei Asia tiết lộ rằng ông Tập muốn tìm kiếm nhiệm kỳ thứ tư, mà Vương Hỗ Ninh sẽ chịu trách nhiệm về các vấn đề thống nhất trên mặt trận với Đài Loan, thay thế chính sách một quốc gia, hai chế độ của Đảng Tiểu Bình. Trương Thiên Lượng, nhà sử học và giáo sư tại Đại học Phi Thiên ở Hoa Kỳ phân tích, việc thông qua luật an ninh quốc gia của Hồng Kông đã đánh dấu sự hủy diệt hoàn toàn của một quốc gia, hai chế độ. Vậy nên Trung Quốc dựa vào một quốc gia, hai chế độ để thống nhất Đài Loan là điều không thể. Mặc dù ông Tập đã yêu cầu Vương Hỗ Ninh phát minh ra các lý thuyết mới, nhưng trên thực tế, tất cả những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể làm là duy trì thái độ chờ xem. Điều này cũng có nghĩa là việc thống nhất Đài Loan bằng quân sự sẽ không bắt đầu ngay lập tức. Chiến lược của Vương Hỗ Ninh có thể tập trung vào cuộc bầu cử Đài Loan năm 2024 với hy vọng Đảng Dân Tiến sẽ thua trong cuộc bầu cử. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 9 trên Internet xuất hiện đoạn video tuyết rơi tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Những bông tuyết đang rơi bên ngoài một tòa nhà trung cư cao tầng. Người quay video hét lên bằng tiếng Quảng Đông. Bây giờ là hơn 11 giờ sáng ngày 8 tháng 9 năm 2023 ở khu trung cư Country Garden Luân Giáo, Thuận Đức, Quảng Đông. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tuyết. Ngày 11 tháng 9, một đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy tuyết rơi dày tại một khu chợ vật liệu xây dựng ở Khoái Hoàn, thành phố Nam Ninh. Bông tuyết rất lớn và nhanh chóng tạo thành một lớp tuyết trên mặt đất. Mọi người kêu lên: "Trời ơi, tuyết rơi rồi!" Một số người đã lấy điện thoại di động ra quay video. Quảng Đông và Quảng Tây gần như nằm ở cực nam của Trung Quốc. Những năm trước, ngay cả vào mùa đông thì giải đất này cũng có rất ít ghi nhận về hiện tượng tuyết rơi. Hiện nay mới đang vào giữa tháng 9, việc Nam Ninh có tuyết rơi lại càng trở nên bất thường. Cư dân mạng bình luận, oán khí quá nặng rồi. Có bao nhiêu linh hồn vô tội? Nó thật hợp với tình hình, giống như nền kinh tế của Trung Quốc đang bước vào mùa đông lạnh lẽo. Trời hiển dị tượng, đó là một lời cảnh báo với con người, nhưng nhiều người không biết tình ngộ, thật nguy hiểm. Thưa quý vị, 9 sai lầm của ông Tập bao gồm: Thứ nhất, chiến dịch chống tham nhũng nhằm mục đích bắt kẻ trộm chứ không phải vua. Thứ hai, không thể mất một tấc lãnh thổ mà tổ tiên để lại, nhưng không trừng phạt nghiêm khắc kẻ phản bội. Thứ ba, có hàng nghìn lý do để cải thiện quan hệ Trung-Mỹ, nhưng sau đó lại phản đối Mỹ là kẻ thù số 1. Thứ tư, chúng tôi bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình, nhưng không lên án việc Nga xâm chiếm Ukraine hoặc chiếm đóng lãnh thổ Ukraine. Thứ năm, sau 5 năm đối xử lạnh lùng với Kim Jong-un, quay lại con đường cũ là ủng hộ triều đại nhà Kim. Thứ sáu, trái với lẽ thường và khoa học, kiên quyết nhấn mạnh vào số không cực độ. Thứ bảy, chủ trương truyền thông đảng phải do đảng đứng tên, mà những người có quan điểm khác nhau không được bảo vệ. Thứ tám, làn sóng bài Nhật một lần nữa bùng phát với lý do nước thải hạt nhân của Nhật Bản bị xả ra biển. Thứ 9, ưu tiên là chiếm được trái tim và khối óc của Đài Loan, nhưng thay vào đó lại gây áp lực tối đa lên Đài Loan. Nếu ông Tập thực sự muốn giữ an toàn thì phải quay trở lại với lẽ thường, các giá trị truyền thống và phổ quát. Giống cha của ông là Tập Trọng Huân đã tôn trọng Phật giáo, ủng hộ khí công, tôn trọng và hòa bình, bảo vệ sự bất đồng chính kiến. Đối với con cái là mong muốn của tôi là được giúp đỡ khi cần thiết. Thưa quý vị, đàn tỳ bà có chiều dài 35 thốn, số 3 tượng trưng cho thiên, địa, nhân, số 5 tượng trưng cho ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Phần cần đàn có gắn bốn miếng ngà voi cong vòm lên gọi là tứ thiên vương. Tám phím chính làm bằng tre hoặc gỗ gắn ở phần mặt đàn cho các cao độ khác nhau. Đàn có bốn dây tượng trưng cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Dây đàn xưa được làm từ gân bò hoặc sợi tơ, ngày nay được làm từ ly lông hoặc thép, khi chơi gảy đàn bằng miếng đồi mồi hoặc miếng nhựa. Kỹ thuật gảy đàn tì bà có độ khó khá cao, là một trong những loại nhạc cụ dân gian có sức biểu cảm phong phú nhất, lịch thiệp và hàm chứa thông điệp không thể diễn tả bằng lời. Tư thế đàn, ngồi thấp, xếp chân trên chiếu, ngồi cao, thẳng trên ghế, đàn được đặt gần như thẳng đứng. Đàn tỳ bà được chế tác bằng gỗ ngô đồng ở mặt trước, mặt sau là gỗ hụ hay đàn hương. Cần đàn và thùng đàn liền nhau có dáng như hình quả lê bổ đôi. Mặt đàn bằng gỗ nhẹ, xốp, để mộc. Phía mặt cuối thân đàn có một bộ phận để mắc dây gọi là ngựa đàn, nơi đầu đàn gắn bốn chục gỗ để lên dây. Đàn tỳ bà có từ thời Trung Hoa cổ đại, theo một số ghi chép là khoảng hơn 2.000 năm lịch sử người ta tin rằng đàn tỳ bà là một nhạc cụ thần thánh mà các vị thần dùng để truyền cấp cho nhân loại tính thiên chân và thuần khiết. Đàn có âm thanh xuyên thấu cực cao, tiếng đàn lúc cao lúc thấp, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, mềm mại và đanh thép. Theo tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, có cảnh giàn tiên nữ cầm đàn tỳ bà múa trên thiên đình, tên là Vũ Khúc Thiên Đình. Thời nhà Tần, trong lúc một nghệ nhân đang gảy đàn, có con rơi bỗng dưng xà vào đậu trên đầu đàn tỳ bà, mà đuổi đi đến ba lần vẫn cứ bay trở lại không chịu rời đi. Từ đó mỗi đêm con rơi được nghe đàn cho đến ngày chết khô. Người nghệ nhân xúc động bèn làm cho cây đàn tỳ bà đầu chạm hình con rơi thay cho hình chữ thọ trước đó. Điều này mang ý nghĩa tiếng đàn tỳ bà có thể cảm hóa một kẻ xấu thành người tốt một hạng tiểu nhân thành bậc quân tử, một người từ trong tối thấy được ánh sáng. Thời hán sở tranh hùng trước công nguyên, đàn tỳ bà có nhạc phẩm nổi tiếng là thập diện mai phục, thể hiện sự gấp gáp, mãnh liệt, dữ dội và bi thương của chiến trận vẫn được lưu truyền cho đến ngày nay. Cảm ơn biên tập viên Thủy Miên. Kính thưa quý vị, chương trình Trung Quốc Tiêu Điểm đến đây đã kết thúc. Phục vụ quý vị là niềm vinh hạnh của chúng tôi phạm dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo